vậy là tối ngày hôm qua theo giờ của Việt Nam thì Microsoft đã chính thức cho ra bản thử nghiệm Windows Phone 8.1 GDR1. Phiên bản này thì sẽ chỉ dành cho những cái máy của nhà lập trình viên hoặc là những bạn nào sử dụng để ứng dụng, còn những cái máy mà đăng ký Preview for Developer thì mới có thể tải về và cài đặt. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn một số những cái điểm thay đổi chính ở trên phiên bản 8.1 bản mới cập nhật lần này. Đầu tiên đó là một cái tính năng mà người sử dụng đang rất là mong chờ hiện nay ở trên Video Phone, đó chính là tính năng gộp những cái lifetime ở ngoài màn hình này vào một cái folder để các bạn có thể dễ dàng quản lý cũng như là làm thu gọn hơn cái màn hình chủ của chúng ta, tránh cái tình trạng là quá nhiều ứng dụng ở ngoài cái màn hình các bạn tìm kiếm mất thời gian. Thì để mà các bạn có thể gộp được nhiều ứng dụng lại với nhau thì chúng ta sẽ làm thao tác tương tự như trên những cái hệ điều hành, nền tảng hệ điều hành khác. Đó, chúng ta sẽ giữ một cái icon và kéo vào một cái folder có sẵn hoặc là kéo vào bất kỳ một cái icon nào khác, đè lên để có thể tạo được một folder. Và trong folder này thì chúng ta có thể thay đổi tên. Và cái điểm đặc biệt mà ở cái folder này mà mình muốn nhấn đến ở trên cái bản cập nhật này, đó chính là cái folder mà nó tạo ra là cái folder giống cái kiểu lifetime. Như các bạn thấy ở đây thì toàn bộ những cái thông báo trạng thái của những cái ứng dụng ở bên trong, nằm bên trong folder này thì nó cũng sẽ được hiển thị ở dạng động. Và các bạn hoàn toàn có thể nhìn được những cái thông báo nó thay đổi ở trong cái từng cái folder. Tiếp theo về cái điểm cập nhật tiếp theo ở trên cái bảng Windows Phone lần này, đó chính là về phần trợ lý ảo Cortana. Như trước đây khi mà mới được ra mắt thử nghiệm, Cortana sẽ chỉ sử dụng được ở nếu như mà các bạn chuyển máy về định dạng vùng là ở Mỹ. Nhưng hiện nay thì Cortana đã mở rộng cái vùng lãnh thổ mà cho phép sử dụng hơn, đó là có cả sử dụng ở Canada, Ấn Độ cũng như là Anh. Và ngoài ra thì Cortana ở trên Windows Phone 8.1 lần này cũng sẽ hỗ trợ cho thị trường Trung Quốc và nó sẽ được đặt một cái tên khác với cái tên là Siena. Và với Siena thì các bạn còn có thêm khả năng dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh. Cái đến là ở trong cái phần tin nhắn. Tin nhắn trước đây của các bạn thì chúng ta sẽ chỉ được phép tùy chỉnh một tin nhắn duy nhất mà sẽ không tùy chỉnh được nhiều tin nhắn cùng một lúc. Ví dụ như là khi mà các bạn muốn xóa tin nhắn thì bắt buộc là các bạn sẽ phải xóa toàn bộ cuộc hội thoại hoặc là xóa từng tin nhắn ở trong cuộc hội thoại này. Và bây giờ thì nó đã được bổ sung thêm cái tính năng khá là hữu ích, đó là chúng ta sẽ có thể chọn được nhiều tin nhắn cùng một lúc và chúng ta sẽ xử lý được những cái thao tác như là xóa, chuyển tiếp, vân vân. Điểm tiếp theo là phần cải tiến về cái chế độ hiển thị lifetime dành cho ứng dụng Store cũng như là Xbox Music. Thì hiện nay là nếu như mà các bạn sử dụng ứng dụng Store hoặc là Xbox Music có ghim ở trên cái phần màn hình chủ, chúng ta bắt buộc sẽ phải chọn lifetime này ở mức medium thì nó mới có hiển thị được theo cái dạng lifetime như là các ứng dụng khác. Thì với ứng dụng Store thì nó sẽ đưa ra một số những cái đề xuất ứng dụng hiện nay đang hot ở trên kho ứng dụng Store dành cho Windows Phone. Cuối cùng là về cái mục App Corner ở trong phần setting thì nó rất là tương đồng với cả cái Kit Corner, sẽ giúp chúng ta sẽ cài đặt được một số những ứng dụng để có thể giới hạn việc sử dụng điện thoại di động của chúng ta khi mà chúng ta trong những cái trường hợp mà cần cho người khác mượn điện thoại ngay lập tức và không muốn chia sẻ những cái dữ liệu ví dụ như là danh bạ, tin nhắn, hình ảnh vân vân thì hoàn toàn có thể đặt mật khẩu cho cái phần này. Ngoài ra thì ở trong bản cập nhật Windows Phone 8 lần này phiên bản GDR1 dành cho những nhà lập trình viên thì Microsoft cũng đã cung cấp hàng loạt những cái hỗ trợ khác, nâng cấp về phần cứng mà các bạn khó có thể nhận ra. Nó sẽ tối ưu hóa tốt hơn về cái phần mềm với phần cứng của thiết bị của bạn, giúp cho cái phần hiệu năng của thiết bị trở nên mạnh mẽ hơn và cải thiện khá đáng kể đối với những cái máy cấu hình thấp hiện nay. Cùng với đó thì nó cũng sẽ có một cái phần cải tiến rất là đáng giá dành cho những máy đang chạy chip Snapdragon S800. Nó sẽ giúp kích hoạt cái công nghệ Qualcomm Quick Charge 2.0 dành cho những máy đó và sẽ giúp pin sạc nhanh hơn đến 75%. Ví dụ như là ở trên những cái thế hệ Lumia 930 cũng như là 1520 hiện nay. Và thêm vào đó thì chúng ta sẽ có cái phần tương thích đối với những cái mà phụ kiện bảo vệ dành cho thiết bị di động của bạn. Nó sẽ giúp tương thích tốt hơn cho những cái phụ kiện vỏ bảo vệ có cái tính tương tác, ví dụ như là đóng gập cái nắp bao da để có thể tương tác với chiếc điện thoại. Ngoài ra thì ở trên bản cập nhật lần này cũng sẽ bổ sung rất nhiều những cái tính năng khác liên quan đến phần cứng mà các bạn có thể theo dõi trực tiếp ở trên bài viết của AdForum. Và để có thể cập nhật được cái phiên bản Windows Phone 8.1, phiên bản mới nhất GDR1 này thì các bạn có thể theo dõi bài hướng dẫn chi tiết ở link bên dưới video này. Như vậy là mình đã hoàn thành cho các bạn về phần giới thiệu một số những cái tính năng mới và khá là hay ho ở trên bản cập nhật Windows Phone 8.1, phiên bản GDR1. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.